Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Ban chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa tổ chức hội nghị nhằm nghe kết quả thực hiện thông báo kết luận số 02 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện, các thành viên trong ban chỉ đạo sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, để thực hiện tốt công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đã ban hành 6 văn bản để hướng dẫn 16 xã thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã thị trấn hoàn thiện hồ sơ thủ tục. Hội đồng Nhân dân xã tổ chức họp chuyên đề ra nghị quyết tán thành đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri, toàn huyện có 56.320 người tham gia, trong đó có 55.284 người đồng ý, đạt tỷ lệ trên 97%. Về tinh giản biên chế, bố trí cán bộ công chức của 16 xã thị trấn thuộc diện sắp xếp đến hết năm 2029. Tổng số cán bộ công chức trước sáp nhập có 300 người, trong đó có 155 cán bộ và 145 công chức. Cán bộ công chức bố trí sau sáp nhập là 142 người, trong đó cán bộ là 84 người, công chức là 58 người. Cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập là 158 người, trong đó có 71 cán bộ và 87 công chức. Về giải quyết cán bộ công chức dôi dư, về cán bộ có 22 người đăng ký nghỉ sau sáp nhập, số dôi dư còn lại là 49 người sẽ bố trí sắp xếp hoặc nghỉ khi hết nhiệm kỳ. Về công chức có 3 người đến tuổi nghỉ hưu, có 5 người chuyển đến làm việc ở các xã khác. Một người đăng ký nghỉ theo nguyện vọng, số còn lại là 78 người sẽ tiếp tục công tác tại đơn vị hoặc biệt phái, giải quyết chế độ chính sách khi có nguyện vọng. Về phương án bố trí lãnh đạo quản lý các trường tại các đơn vị sáp nhập, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện đang rà soát đội ngũ lãnh đạo quản lý để xây dựng phương án bố trí phù hợp. Đối với đề án công nhận thị trấn Thanh Chương mở rộng và đạt tiêu chí đô thị loại 5, ngày 6 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1106 công nhận thị trấn Thanh Chương mở rộng và đạt tiêu chí loại 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những băn khoăn trong việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo nguyện vọng, lựa chọn đội ngũ cán bộ lâm thời sau sáp nhập, ghi nhận sự đồng tình và ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở 16 xã thị trấn thuộc diện sáp nhập. Đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã cảm ơn sự quan tâm lo lắng của các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở, đồng thời khẳng định đây không chỉ là những vấn đề được các xã quan tâm mà lãnh đạo huyện cũng đã đặt lên hàng đầu, phấn đấu làm sao sau khi sáp nhập các xã đều đi vào hoạt động ổn định. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện tập trung hoàn thành hồ sơ để trình Hội đồng Nhân dân huyện ra nghị quyết tán thành đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời rà soát và xây dựng phương án bố trí cán bộ quản lý các trường học ở 16 xã thị trấn. Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu bố trí cán bộ lâm thời ở những xã mới sau sáp nhập, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu và nghỉ trước tuổi. Các đồng chí trong ban thường vụ, thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường bám sát cơ sở để hướng dẫn đôn đốc các địa phương tập trung hoàn thành các công trình đang còn dang dở, các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng, hội đồng nhân dân các cấp đề ra. 16 địa phương thuộc diện sáp nhập cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát và phối hợp để giải quyết tốt chế độ chính sách cho các cán bộ thuộc tổ chức mình. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng ban ngành cấp huyện, các cơ quan đơn vị, lãnh đạo chính quyền địa phương 38 xã thị trấn cùng 151 đại biểu chính thức đã về dự đại hội. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại đại hội đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác hội và phong trào thanh niên được các cấp hội triển khai sâu rộng, tiếp tục có bước phát triển rõ rệt, mặt trận đoàn kết tập hợp của thanh niên được tăng cường và mở rộng, uy tín của tổ chức hội tiếp tục được nâng cao. Một trong những hoạt động tạo điểm nhấn của hội trong nhiệm kỳ qua là lan tỏa phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi với nhiều chương trình hành động cụ thể như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hè tình nguyện với chương trình tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã triển khai thực hiện 28 công trình thanh niên cấp huyện, 1.250 công trình phần việc cấp cơ sở, đóng góp trên 28.000 ngày công, tu sửa và xây dựng mới 18,5 km đường giao thông nông thôn, 22 km ánh điện thắp sáng đường quê, xây dựng 20 ngôi nhà khăn quàng đỏ. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã trao tặng 825 chăn ấm, trên 3.000 suất quà cho gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, phối hợp tổ chức được 8 đợt hiến máu tình nguyện, duy trì có hiệu quả chương trình bát cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Công tác đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp được chú trọng. Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho đoàn viên thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 186 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở hội đã tập trung xây dựng được 58 câu lạc bộ, tổ đội nhóm. Với những nỗ lực và kết quả đó, hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đều được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã đề ra và phấn đấu thực hiện đạt 10 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào, trong đó phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi xem đây là điểm nhấn của tổ chức, tích cực động viên thanh niên tham gia khởi nghiệp, tìm các giải pháp để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là thanh niên với chấn hưng văn hóa, thanh niên với phát triển kinh tế bền vững và thanh niên với phát triển du lịch, chăm lo củng cố tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần sớm đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh. Cũng nhân dịp này, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tặng Hội Liên hiệp Thanh niên huyện bức chướng mang dòng chữ Hội Liên hiệp Thanh niên Thanh Chương đoàn kết sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Liên hiệp Thanh niên huyện. Kết thúc đại hội trên tinh thần dân chủ và công khai, các đại biểu đã hiệp thương bầu chọn ra 29 ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, bầu trực tiếp đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện đoàn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu 9 vị đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi tham dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tặng bằng khen và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Sáng ngày 24 tháng 5, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với chủ đề Thanh niên tình nguyện sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 và tập trung vào một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Để thực hiện tốt 13 chỉ tiêu, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cụ thể hóa từng nội dung của chiến dịch, chỉ đạo đoàn cơ sở tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhóm nội dung hoạt động. Về dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã rất tin tưởng vào tuổi trẻ huyện nhà, hy vọng rằng với tinh thần xung kích tình nguyện và khí thế mới, tuổi trẻ huyện nhà sẽ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị việc tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hè phải đảm bảo khoa học, bài bản và có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thực tế của từng địa phương. Tại buổi lễ này, khối chi đoàn trực thuộc đã tặng chương trình tiếp sức mùa thi 60 két nước lọc và 30 thùng sữa trị giá 10 triệu đồng. Lãnh đạo huyện đã trao cờ khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 cho tuổi trẻ huyện nhà. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 hứa hẹn sẽ tổ chức nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa, đồng thời đây cũng là cơ hội cho tuổi trẻ huyện nhà tiếp tục thể hiện vai trò trách nhiệm của mình, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Sáng ngày 24 tháng 5, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lớp tập huấn luật đấu thầu số 22-2023, QH15 và Nghị định số 24 của Chính phủ. Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.
Trong thời gian 2 ngày, 127 học viên là cán bộ công chức phòng tài chính, trưởng phòng lao động thương binh xã hội, phòng giáo dục đào tạo và chủ tịch ủy ban nhân dân xã, kế toán địa chính của 38 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã được tiếp thu 9 chuyên đề về những quy định chung, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, mua sắm tập trung, mua thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, cung cấp sản phẩm dịch vụ công, hợp đồng trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu, quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu. Trong đó sẽ dành nhiều thời gian tập trung vào những điểm mới của luật, thông qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn các chính sách quy định về công tác đấu thầu, công tác mua sắm tài sản, từ đó để áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao và đúng quy trình quy định đã đề ra, đồng thời cũng góp phần tháo gỡ được những tồn tại hạn chế về công tác đấu thầu và mua sắm bằng nguồn vốn nhà nước. Sáng ngày 23 tháng 5, Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xã Thanh Xuân đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An tổ chức lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Quang Hòa ở xóm Phú Lộc. Về dự có ông Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Trần Quốc Hoàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An, lãnh đạo chính quyền địa phương. Gia đình ông Nguyễn Quang Hòa thuộc diện hộ nghèo của xã Thanh Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, gia đình phải sống trong ngôi nhà tạm bợ rột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An đã quyết định hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng để làm một căn nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Về dự phát biểu tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, địa phương và gia đình cảm ơn trước sự quan tâm ủng hộ của cán bộ công nhân viên Công ty Thủy sản Nghệ An dành cho gia đình ông Hòa nói riêng và người nghèo trên địa bàn huyện nói chung, mong rằng trong thời gian tới, công ty có nhiều hoạt động quan tâm hơn nữa đến những người nghèo trên địa bàn. Được biết, đến thời điểm này, Thanh Xuân đã xây được 18 ngôi nhà cho hộ nghèo, trong đó Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An hỗ trợ xây dựng 2 nhà. Tối ngày 23 tháng 5, Hội Cựu chiến binh xã Thanh Mỹ đã tổ chức liên hoan tiếng hát cựu chiến binh với chủ đề Sáng mãi niềm tin, hát mãi khúc quân hành. Chuẩn bị kỷ niệm 555 năm danh xưng huyện Thanh Chương, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tham gia đêm liên hoan có 12 tiết mục đến từ 6 đội tuyển trên địa bàn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người lính Cụ Hồ. Bằng hình thức phong phú và đa dạng, với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, đêm liên hoan đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, không những tạo điều kiện cho cán bộ hội viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn. Kết thúc đêm giao lưu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Mỹ Hương, giải nhì cho đội Mỹ Tiến, giải ba cho đội Mỹ Sơn và giải khuyến khích cho các đội còn lại. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.